của nó ra nè. Cho nó quay mạnh cái này bấu vô, chụp vô. Đó. Mình xin chào tất cả anh em nè. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cách để thay mới cái đầu khoan này nè. Thì cái khoan mình xài lâu ngày thì nó sẽ lờn, ở đây mình dặn vô dặn ra gì khó khăn lắm. Bắt buộc phải thay cái đầu khoan mới rồi. Mà cái cách này thì mình cũng mới học được từ ông cậu của mình. Giờ mình chia sẻ với những anh em nào chưa biết nha, những anh em nào biết rồi thôi. Giờ trong đây nè, nó có trong đây là nó có một con ốc, nhưng mà nó là gân nghịch, nó là gân nghịch nên mình phải dặn ngược so với cái con ốc bình thường của mình. Mình dặn chiều này nè, mình dặn chiều này là mở nó ra. Mình phải kiếm cái gì mình xem gì thì nó, cái này nó sẽ xoay theo, mình sẽ chịu cái này lại, mình dặn nó ra. Do cái này là sáng cậu mình chỉ mình thay rồi nên mình chỉ dặn vô hờ hờ thôi, chưa có dặn cứng, để sẵn đây mình tiện quay video mình giới thiệu với các bạn. Đó, này con ốc đây nè, nó gân nghịch nha các bạn. Giờ mình sẽ kiếm cái gì mình để ở đây nè, mình đóng xuống, mình đóng lại, tháo cái này ra. Còn bạn ai chơi gan thì ghim điện vô bóp cho nó chạy, bóp cho nó chạy chiều này nè, bóp cho nó chạy chiều này, mình chụp vô kiếm cái nồi lao vậy, kiếm nồi lao có bao tay, mình chụp vô cái là nó nhiều khi nó cũng ra đấy. Để mình thử rồi, giờ mình thử luôn các bạn. Giờ cái cách thứ nhất là mình sẽ để đây nè, mình đóng đây, vừa nó ra gắn lại, để mình diễn tả cách thứ hai cho các bạn biết luôn nha. Cái cách này thì mình cũng gặp được mấy anh trên mạng làm đây, thì mình cũng làm thử luôn. Giờ dặn cái phía đây nha. Đó, thấy anh làm vậy đó. Giờ để cái khoan quay ngược, quay gỡ nó ra đó, cái bắt đầu cho nó quay mạnh cái này bố vô, chụp vô. Gắn lại nghe nè, đóng lại cho cứng nghe nè. Dặn vô là dặn gì nè, cái chiều mở ốc ra, rồi chia sẻ của anh em nha, xin chào và hẹn gặp lại.